Thưa quý vị, vào chiều tối ngày hôm nay 14 tháng 3, thì tỉnh Nghệ An đã đưa 11 người đi trên chuyến bay mang số hiệu QR968 từ Doha, Qatar về tới sân bay Nội Bài vào sáng ngày 13 tháng 3 đi cách ly theo quy định. Trước đó, vào sáng ngày 14 tháng 3, thì một người phụ nữ trú tại Hà Nội đã đi trên chuyến bay này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Cũng trong ngày hôm nay 14 tháng 3, Bộ Ngoại giao Việt Nam ra thông báo những người đến hoặc đi từ các vùng có dịch cần thường xuyên kiểm tra cập nhật quy định của các hãng hàng không, đảm bảo có đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu để có thể thực hiện các chuyến bay, đặc biệt là các giấy tờ xác nhận tình trạng sức khỏe nếu có. Và từ ngày 16 tháng 3, thì phía Việt Nam yêu cầu công dân nước ngoài tại Việt Nam cũng như là công dân Việt Nam thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người như là tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe và trên các phương tiện giao thông công cộng. Vâng, và tất cả các hành khách trên các chuyến bay trong nước, quốc tế đến và đi từ Việt Nam phải đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay và khi vào nhà ga. Việt Nam đã thông báo nội dung này tới các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.